vâng ạ. Hôm nay tấm thân nhỏ bé của âm thanh Khánh Hằng xin chào đại gia đình. Hôm nay em về ít hàng, em muốn quay cho cả nhà xem là em về được những cái gì. Ok, hôm nay em về được 2 thùng hàng. Tào tiền âm đi ạ. Con này là con này là con đờ lông ạ. Đờ lông 700MK 2 la mã cả nhà nhé. Hôm nay em hàng hơi mệt chút, cả nhà thông cảm nhá. Đang về được 2 thùng hàng. Cứ để lên. Con này là con Buller 7900. Anh em có thể ghép con này với cả cái Tuller của nó, em vẫn còn hàng. Ồ à. 7900 tiếp. Buller 7900 rất là đẹp. Giơ cái lắp lên cho cả nhà nhìn nhá. Và cái đáy của nó. Đó, quá đẹp luôn ạ. Và em đang xem tiếp con gì đây ạ? Anh không loa trong đấy sao ạ? Wow, Buller 9. Đây là những cái con này là anh em đang săn lùng ạ. Con này là nó ghép với cả những cái bạn F90D, loa F90D. Cái này là phù hợp cho các bạn. Wow, đẹp như mới luôn anh cả nhà nhé. Hàng là hàng em đấu giá mạng. Đây là rất là đẹp. Đây là một con Y9 chuyên dùng cho các anh chơi audio ghép loa Nga S90-70. Vâng ạ, đây là một con FE9 Y9 rất là đẹp, hoàn hảo luôn. Kể cả 7900 cũng ghép được 70 S50, S90 nhé, nhưng là hơi đuối hơn SD9 một chút ạ. SD9 thì 200W. Đây là con gì nữa đây? Một con Y9 tiếp nữa cả nhà. Kệ, cứ đặt lên đi con. Một con Y9 tiếp nữa. Hàng vẫn còn đang còn bụi xốp đấy cả nhà ơi. Đó. Vậy là một đôi được một đôi 7900 ạ. Và một đôi Y9 ạ. Rất là đẹp và hoàn hảo. Anh em có thể điện ngay cho Hằng sau clip của logo của âm thanh Khánh Hằng đây ạ. Và điện thoại cho em Hằng ngay số điện thoại 0912 572434. Em ở 19 ngõ Trần Cao Vân ở chợ Rời Phố Huế Hà Nội nhá. Cả nhà chụp lại cái logo cho em và liên hệ cho em sau những clip tí em đăng luôn ạ. Em về được 2 thùng. Vâng. Hàng này là hàng em đấu qua mạng, cho nên là hàng rất là đẹp. Anh em có thể ở đây có thể nhìn lại đấy ạ, rất là đẹp ạ. Một con 7700MK 2 la mã, một con đờ lông ạ, rất là đẹp. Để cạnh cho cô, cứ để cạnh. Hàng em hàng rất còn rất là nhiều. Vâng ạ. Đây ạ, em đang xem khám phá một thùng nữa là những đồ gì cả nhà nhá. Quay, đây là quay. Con này là con SIA50. Hoàn hảo cho cả nhà, đầy đủ luôn ạ, lắp đầy đủ luôn. Quay. Để máy trong ở đây này. Hàng rất là đẹp luôn ạ, đây ạ, một con rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy là em bóc hàng ra như thế này rồi ạ. Không cần phải lướt, không cần phải tuốt gì nhá cả nhà nhá. Lấy con kia trước. Đấy, lấy con bên cạnh trước không? Thế mà không dùng được. Cả nhà có thể là sau cái clip này liên hệ cho em Hằng bên âm thanh Khánh Hằng. Em bên em là cơ sở 1 ạ. Và liên hệ cho em, chụp cho em cái tắt clip. Số của em, điện thoại của em luôn là 0912 572434.
Em ở 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội. Ui, con gì đấy? À, 50, lại một con 50 luôn. Cả nhà nhìn thấy nó đẹp như thế này không ạ? Đây ạ, đây là nhân viên của em đang bóc hàng ra đẹp. Hàng 7 màu luôn, rất là đẹp luôn. À, quá hoàn hảo luôn. À, em đã dỡ hàng thì anh em nhìn thấy là hàng của em nó như hàng nó như thế này luôn, đẹp luôn ạ. Còn à, không phải lướt nát, không phải tốt gì nhá. Taxi 7 màu luôn ạ. Đây, đây là một con âm ly. Âm ly ma răng. À, cho vào đây con. Wow, một con ma răng. Ma răng này rất hoàn hảo luôn. Ma răng này là một tí là em sẽ ghép cho cả nhà một cái đầu 7004 vào đây. Đầu chuyên rời mã cùng với cả âm ly này rất là hay luôn. À, xem còn cái gì nữa ạ? Vẫn còn ạ. Wow, âm ly ạ. Con bỏ cái cục này ra này, bỏ cái cục này ra để đây đây đây. Bỏ cái cục này ra. Bỏ cái cục này này xong xuống bên cạnh này. Xong xuống bên cạnh này. Em hàng còn rất là nhiều hàng. Hôm nay là con này là con 7.900 thường, con trơn này rất là 7.800. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, rất là hoàn hảo luôn cả nhà luôn. À, xem còn con gì nữa. Một con két lít V6 anh em ạ. Con này cũng đánh hoàn hảo vào loa Nga. Tất cả cái dòng này đều anh em cho vào loa Nga được nhé. Đó. Còn con bi 7.800 trơn này thì đánh với cả các dòng bi để tạo lên đấy thôi. Con này là con két lít V6. Quá hoàn hảo và đẹp luôn ạ. Anh em có thể chơi vào các dòng luôn. Vì nó rất đẹp đấy ạ. Em hàng thì đang còn rất là nhiều hàng và mới về cũng rất là nhiều, kể cả quai. Quai thì em đang còn rất là nhiều, và đầu CD MD giải mã, đầu chuyên dụng và đầu CD không. Nên là anh em có thể sau clip này liên hệ cho em hàng. Và hôm nay em hàng mới có thêm một đôi, đây là đôi Taloi em Chancy M1 nhá. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, em nó còn cắt tơ lô này. Đó, nguyên si ạ. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Căng của nó rất đẹp luôn đấy ạ. À, rất là nhiều hàng phong phú thì anh em có thể liên hệ cho em hàng. À, rất là nhiều đồ, và em hàng có thể qua cái điện thoại của em hàng đây nhá. Cả nhà có thể chụp lại cho em hàng nhá, giúp em hàng ạ. Em quay lại một lượt cả nhà nhìn nhá. À, bây giờ thì là hàng của em hàng đã về đến nơi, và tí em hàng sẽ úp từng series để một cho anh em nhé. Em hàng xin chúc cả nhà một ngày mới sức khỏe, bình an ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.